alo alo và trong phiên giao dịch cuối tuần nhìn chung anh chị mình có thể thấy là một cái phiên có những cái sự tăng điểm rất là tốt thanh khoản bắt đầu có những sự nó dần dần nó lớn lên trở lại và như em có chia sẻ với anh chị mình ở hai cái video trước đúng mà à, trong video này em nói có một số yếu tố anh chị mình lưu ý nè rồi video kế tiếp là một phiên test cung của thị trường chung một số những dòng cổ phiếu nó cũng xuất hiện test cung thậm chí có những dòng nó đã xuất hiện trước một phiên rồi thì cái việc mà sau test cung mà xác suất nó có những sự tăng điểm và hồi phục lên trở lại là có anh chị ha và em cũng có nói ở đầu cái video gần nhất video trước á khoảng tầm 2 phút 54 nè anh chị tu tới đây anh chị coi tiếp thì sau khi xuất hiện những cái tích cung như thế này thì nó có những cái sự tăng điểm cũng không đồng nghĩa đến việc anh chị mình phải tham gia đu đuổi vào những phiên như thế này anh chị lưu ý chúng ta mua là mua ở những điểm này, này 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 đúng không còn nó tăng như thế này nó này là nó hợp thức hóa những gì chúng ta phân tích ở các video trước chứ không phải là tăng như thế này mới mua anh chị lưu ý anh chị ha và một phiên như thế này mà nếu chúng ta nói là một phiên bùng nổ theo đà thì em giá là không có đạt thứ nhất là biên độ tăng nó không đạt khối lượng nó cũng không đạt và cái sự gọi là đồng thuận của đại đa số các dòng cổ phiếu có những sự bùng nổ hẳn lên đó, thì nó cũng chưa có thành ra phiên này nó chỉ đơn thuần là một phiên tăng điểm sau khi xuất hiện tích cung trong một nền tích lũy khối lượng cạn dần thôi chứ không phải là một phiên bùng nổ theo đà anh chị lưu ý ha nó là như thế nhìn chung quan trọng anh chị cầm nắm những cái mã cổ phiếu như thế nào và anh chị xử lý ra sao thôi còn những cái xu hướng ở giai đoạn tuần sau đó, thì anh chị mình cũng lưu ý những cái những cái nhịp mà sống hồi quy độ sống tăng anh chị ha đó là điều rất là quan trọng ừ, thậm chí là những cái nhịp mà khi nó hồi lên ở giai đoạn phía sau này nè khi nó lên lại những cái vùng kháng cự thì nó sẽ gặp lại những cái áp lực tương đối nếu mà thị trường nó tích lũy lại được là một điểm cực kỳ tốt đừng có mong nó hồi nhanh anh chị ha mình đang nói về chỉ số nha còn một số những dòng cổ phiếu thì đương nhiên sẽ có những dòng mà nó sẽ hồi tiệm cận kháng cự nó mới xuất hiện áp lực bán. Còn nếu nó chưa tới kháng cự thì nó vẫn có những cái đà mà nó tăng tương đối là ok. À, nhưng mà thị trường chung á, thì khi hồi lên những cái vùng chỉ số trên nó sẽ có những áp lực. Thì nó sẽ có những sự mà nó tái tích lũy lại là cực kỳ ok. Đi lên mà xây nền á anh chị thấy cái bậc thang không? Nó cái xây bậc thang như thế này là giai đoạn phía sau nó rất là ổn ha và sau đó có những cái nền tích lũy phía sau rồi nè đâu mà nó xuất hiện một cái phiên bùng nổ theo đà thì lúc đó thị trường nó sẽ có những cái chu kỳ mới để anh chị tham gia những cái tỷ trọng tiền đó. nó nhiều hơn nó thoải mái hơn và nó đi mạnh tay hơn đúng không tại vì hiện tại anh chị cũng thấy là những cái phiên như thế này chúng ta chỉ có lấy lấy tỷ trọng cũng tương đối thôi nó cũng không có tỷ trọng gì lớn đúng không em có chia sẻ các video trước đó chỉ dành cho anh chị nào mà mới khen sà ben còn tiền nguyên hoặc là đã lỡ cắt ra trong giai đoạn trước đứng ngoài thị trường chờ đợi gì đấy chúng ta có thể lấy một ít vị thế hoặc là dành cho anh chị nào mà mua gia tăng để anh chị đánh tê không là chủ yếu chứ không hẳn là sẽ đi mà tỷ trọng nó lớn hơn anh chị lưu ý cho ơn ạ và khi hồi như thế này vẫn tiếp tục tận dụng nha những cái mà cổ phiếu yếu nào thì vẫn xử lý thôi đừng có kỳ vọng vào cổ phiếu yếu ha có mạnh thì cũng chỉ tập trung vào những con mạnh để chúng ta gia tăng ở giai đoạn phía sau anh chị lưu ý những cái vấn đề này ha rồi chúng ta sẽ đi vào từng cái dòng cổ phiếu, từng cái mạng cổ phiếu để xem coi là những sự tích cung và sau đó những sự tăng điểm thì nó sẽ như thế nào để chúng ta có những cái hướng xử lý nó phù hợp nhất anh chị ha dạ rồi đầu tiên á vẫn là ACB của dòng ngân hàng anh chị ha nhìn chung thì em phân tích con này cũng tương đối kỹ à, phiên này là phiên gì anh chị phiên no supply phiên này là phiên tích cung nên tích lũy khối lượng càng dần xuất hiện tích cung sẽ là những cái điểm mà anh chị mình có thể mua mới lên vị thế và con hàng thì cũng có thể mua gia tăng được luôn thì em cũng có chia sẻ ở cái video trước anh chị xem là khoảng tầm phút thứ tư nè video trước anh chị ha thì nhìn chung á những cái cây mà nó đánh bờ lên như thế này biên độ gần 6% phần trăm khối lượng cực đại những cái vấn đề mà cơ cấu quỷ trao tay trong phiên hay gì đấy thì chúng ta tạm thời chúng ta chưa có nói tới anh chị ha nhưng mà khi mà họ đánh lên lại những cái vùng phía trên có nghĩa là những cái vùng hòa vốn những cái vùng mà hồi xưa mình lấy vị thế trên này Đúng không? Hồi trước là em khuyến nghị mua ACB bao nhiêu? À, dưới 37, dưới 37 và dưới 37. Thì đánh lên như thế này thì cứ cho là anh chị mình không mua gia tăng hoặc là không lướt tay không ở giai đoạn phía dưới. Thì nhìn chung anh chị mình cũng đang hòa vốn. Mà những trạng thái đánh lên kháng cự một khối lượng cực đại như thế này những cái điểm mà anh chị mình có thể tiếp tục cầm nắm được. Anh chị lưu ý ha. Còn những anh chị nào mà tận dụng được cái lượng margin mà anh chị mình mua những cái nhịp khoảng tầm 32.2 ở đây nè. Cái phiên này nè. Đúng không? Rồi lên tới khoảng tầm 3334 anh chị mình lướt ra nè. Đúng chưa? Rồi anh chị mình mua gia tăng ở đây nữa thì bản chất cái lượng hẹn của anh chị mình vẫn không đổi. Nó cũng không có gia tăng bao nhiêu cả mà chúng ta chỉ tận dụng cái lượng margin đó, anh chị mình lướt tay không anh chị hạ cái giá vốn xuống. Thì khi mà nó, nó đánh lên lại những cái vùng giá vốn cũ nhưng mà anh chị mình có lướt ở dưới này rồi thì anh chị mình đã lời trở lại rồi. Đúng không? Nó là như thế đó là cái cách là anh chị mình lướt tay không. Khi mà cổ phiếu nó đã đi vào những trạng thái cân bằng và chúng ta biết là nó không rơi nữa thì những cái điểm mà anh chị mình có thể lướt được anh chị ha thì nhìn chung thì những cái điểm mà em báo rồi còn bây giờ nó đánh như thế này mà bây giờ nếu anh chị mình mà muốn mua nữa thì em nghĩ là không nên đâu nha không nên đâu nếu ai còn hàng mà lỡ chưa mua thêm được hoặc là abc gì đấy anh chị mình tiếp tục cầm đừng có mua gì nữa hết còn cái người nào ví dụ như đang cầm tiền mà muốn vô acb đi thì cũng đừng có vô luôn hãy chờ những giai đoạn phía sau nếu mà xuất hiện tiếp những yếu tố điểm mua thì anh chị mình có thể lấy còn hiện tại nó nó đã đánh cái cây này rồi là không có mua nữa anh chị lưu ý nha, tại sao anh chị vì nó cách cái điểm mua mà em nói trong video trước của em nè à, nó nó đã cách cái điểm này khoảng tầm 6% rồi thì bây giờ nếu anh chị mua ở đây chẳng khác nào anh chị mua đuổi đối với anh chị mình mua mới còn nếu mà như anh chị đang hòa vốn đi thì bây giờ tôi mua ở đây giờ đánh ở đây hòa vốn mua thêm chi nữa đúng không cái tỷ trọng anh chị mình cũng nhiêu đó đang hòa tự nhiên lên đây mua một chi nữa anh chị lưu ý nha à, đó cho nên là có cứ cặp điểu nguyên đừng làm gì hết nó như thế nó đã qua những cái điểm mà anh chị mình có thể mua thêm hay gì đấy rồi anh chị ha đấy rất là ok rất là tốt kỳ vọng những cái giai đoạn mà nó sẽ chững lại trên này khoảng tầm 1 đến 2 phi khối lượng cạn và nó đánh lên giai đoạn phía sau thì anh chị mình có thể quan sát tiếp rồi nói acb chúng ta phải nói mbb nhìn chung mbb thì em có chia sẻ thì con này những cái vùng cân bằng ở đây nè Đối bằng những cái phi như thế này tích cung nè anh chị mình có thể lấy vị thế để anh chị mình lướt tay không khi mà nó tăng lên lại những cái vùng kháng cự sẽ là những cái điểm mà anh chị mình lướt ra anh chị cơ cấu ra tại vì nó còn hai tầng kháng cự ở đây lận con này thì không nên mua mới đúng không chỉ là mua thêm ở đây để anh chị để lên để lướt cái cục tay không nó ra để giảm bớt những cái khoản lỗ đi và lên tới đây anh chị mình phải xem những cái áp lực bán ở trên vùng kháng cự này nè nó có được hấp thụ lại nó có tái tích lũy lại hay không thì chúng ta mới tính tiếp ở những cái video kế tiếp trước mắt là nó cứ trong cái đà hồi lên như thế này anh chị mình xử lý cái đã anh chị lưu ý ha thì con này nhìn chung là nên chờ thêm thôi vẫn chưa có những cái xu hướng gì mới đâu nếu mà có hồi lên cũng chỉ để hạ thôi anh chị ha đấy lưu ý những cái mã như thế này cho nên là những mã như thế này là không có mua mới ha thì em có nói rồi giai đoạn này em chỉ mở được hai con thôi là con acb với con ssi là dành cho những anh chị nào có thể mua mới được thôi còn ngoài ra những con khác thì nếu có mua chỉ là mua trên lượng hàng có sẵn nên chị lướt tay không thôi anh chị lưu ý nha rồi con này cũng chờ đợi thêm bid cũng vậy luôn nếu con này mà thứ hai xuất hiện thêm một cái tích cung ở đây nè tích cung ngay cái vùng gáp này nè thì anh chị mình có thể lấy thêm anh chị mình à, bình quân để những cái điểm mà nó hoàn thành cái mô hình island reversal của nó nó mở cái gáp nó đánh lên lại những cái vùng mà 4445 năm sẽ là những cái điểm mà anh chị mình quan sát cái lực bán nên chị mình xử lý à, anh chị ha đó là đối với BID nói chung con này nó cũng đã cân bằng rồi nó chờ những yếu tố nó xác nhận thôi cũng không xấu gì cả nha rồi BBB nè con này thì anh chị nhìn anh chị thấy giống con nào giống con liên diệt á đúng không giống con liên diệt á thì nó tích lũy ở đây rất là ok nó gãy xuống thì đây trở thành những cái vùng kháng cự rất là dài thì những con như thế này nếu mà anh chị có thể mua gia tăng với này được ha nếu mà còn hàng để anh chi nó đánh lên lại đây nè anh chị canh anh chị xử lý ra anh chị ha xử lý ra đấy nó sẽ bớt đi những cái khoản lỗ hoặc là anh chị mình sẽ hòa vốn trở lại đấy nó là cái cách anh chị mình xử lý đối với những con này mà những con này hồi lên để hạ nha chứ không phải là để mua nha nhìn chung á, nè xuất hiện tích cung nè đánh lên mà xuất hiện một cây tích cung nhỏ ở đây nữa thì khả năng nó vẫn tăng tiếp nhưng mà nó tăng lên lại những vùng này để anh chị mình xử lý anh chị ha nó là như thế rồi ctg nè con này nó giống như con mbb á có nghĩa là anh chị mình những cái phiên như đó anh chị mình có thể lấy đúng không tích cung nè nè đẩy lên nè anh chị mình có thể mua thêm đây anh chi để lướt tay không ở những giai đoạn phía sau con này nhìn chung nó lắp lại cái vùng gáp này rồi Nhìn chung nó cũng chưa gặp kháng cự đâu Thì em nghĩ con này cái đà nó sẽ hồi lên lại những cái vùng giá khoảng tầm 36, 37 ha, Nó sẽ tiệm cận cái vùng 38 Nó bắt đầu xuất hiện những áp lực bán kháng cự ở những vùng 37, 38 như thế này Thì khi lên tới đây anh chị mình sẽ xem xét Anh chị mình xem cái lực hấp thụ như thế nào để anh chị mình cơ cấu ra ha Anh chị mình có thể mua dưới này nên anh chị lướt cái cục tay không đó ở phía trên này thì con này nhìn chung á nó là gọi là rơi kịch biên rồi thành ra con này nếu mà nó tích lũy thêm thì nó cũng sẽ là những dư địa đánh lên ở phía sau thôi chứ nó không phải là những cái xu hướng gì đó nó quá xấu nhưng mà trước tiên nó phải lên lại được cái vùng 38 để anh chị mình quan sát cái đã anh chị mình mới đi những cái tỷ trọng tiền nó mạnh hơn đối với anh chị nào ví dụ như quan tâm mua mới con ctg hay gì đấy thì mình cũng phải chờ đợi những cái vùng mà nó lên lại khoảng tầm 38 anh chị mình hãy tính tới cái việc đó anh chị nha còn bây giờ chỉ là phù hợp cho anh chị mình đang xử lý thôi cũng giống như con MB hồi lên để xử lý nha. Rồi, HD băng nè. Con này em có kêu là quan sát đúng không? Con này nếu mà thứ hai á nó test cung thêm cây nữa, anh chị mình có thể lấy vị thế khoảng tầm 30% được. Anh chị ha, có thể lấy vị thế con này được. Target sẽ là về lại những vùng đỉnh cũ ha, tại vì đây là cái nền nó ngay kháng cự rồi. Đúng không? Nếu mà nó nó test cung ngay cái vùng giá khoảng tầm 34 bốn 34 mươi 34.1. Đúng không anh chị mình có thể lấy vị thế được. Đó, target của anh chị là lên lại những vùng đỉnh cũ nên anh chị mình đánh ngắn thôi anh chị ha lấy tỷ trọng thấp con này đánh gọi là đánh ít thôi không nên đánh nhiều anh chị ha đánh nhiều thì khi nào nó lên những vùng chơi nó tích lũy lại nó vượt đỉnh thì chúng ta tính tiếp đấy anh chị mình có thể lưu con này vào danh sách anh chị ha rồi tiếp theo là liên việt liên việt nè đúng bài chưa tích lũy tích cung tích cung đẩy nền tích cung đánh lên lại đúng không lên lại những vùng kháng cự thì trong những phiên tới khi nó lên lại những cái vùng phía trên như thế này anh chị mình có thể canh hạ bớt tỷ trọng ra anh chị lưu ý ha. À, anh chị nào mà mua được dưới này mà anh chị lướt được cái cục tay không ở phía trên á lướt tay không là sao có nghĩa là hàng mình có sẵn mình mua thêm một lượng nhất định thì khi mà nó tăng lên anh chị mình có thể bán đúng cái lượng anh chị đã mua dưới này trên cái phần hàng có sẵn thì anh chị mình vẫn lỗ nhưng mà anh chị lời cái cục phía sau này nè anh chị sẽ giảm bớt cái khoản lỗ đi ta gọi là lướt tay không à, thì lên tới đây sẽ là những cái điểm anh chị mình xử lý và cực kỳ quan sát giúp em anh chị ha à, nhìn chung là nó đang đánh đúng bài đó đúng không nó hồi đúng cái cái blend của chúng mình không thì lên nó xử lý ha. Rồi. Máy B nè. Tách cung là đẩy 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 nè. Cái đà nó vẫn đang lên đúng không? Mình đang lên cứ giữ đi ha. Lên lại những vùng vượt 30 anh chị mình xử lý. Đúng không? Em chia sẻ rất nhiều video rồi. Cứ canh những cái vùng này. Áp lực bán nó có có hay không? Chốt ra bớt. Lớn qua chốt hết. Nó là như thế. Ha. Rồi. Rồi nè. Con này đánh nói chung là nó hơi bo cung là nó đánh những cái biên độ này nó khó đoán đúng không? nhưng mà lên là những vùng kháng cự nên chị có thể bán ra bớt một ít còn phía sau anh chị quan sát thêm nên chung con này thì nếu mà nói em phân tích thì em cũng khó đến là tại sao mà em hạn chế đánh những cái hàng bao cùng à, nó rất là khó phân tích ha có thì chị cứ cầm lên đến những cái vùng mà vượt khỏi những cái vùng giá khoảng tầm 23.5 ba mà chị có thể chốt ra bớt anh chị ha rồi nếu ai chốt ra ở dưới này rồi thì phần hàng phía sau thì chị có thể cầm được không sao cả nha còn ai mà đã lỡ bán ra rồi bán hết rồi là không có đu vào lại nha lưu ý nha nếu có bán ra rồi thì thôi không đu vào lại nữa cơ hội nó sẽ nằm ở những mã khác không có việc gì mà phải đu lại ví dụ như bán ra thế mai tăng tiếp đu vào lại không nha lưu ý nha rồi OCB nè anh chị thấy là những cái xu hướng mà khi họ đã mở một cái gap lớn như thế này thì kiểu gì nó phải lắp lại không thành ra em mới nói là những cái nhịp mà nó lên lại những cái vùng mà lúc đầu á mình chỉ kỳ vọng là nó tới đây thôi đúng không để mình xử lý thôi nhưng mà bất chợt nó mở một cái gáp chân lên như thế này là gọi là gì những cái điều kiện vàng để anh chị mình lên lại những vùng này anh chị xử lý luôn đúng không nó mở như thế này là cho anh chị mình xử lý rồi thì khi mở này là phải xử lý liền em cũng có phân tích ở video trước đúng không hiếm khi nào mà nó mở lên cao như thế này cho anh chị mình xử lý thì anh chị mình phải xử lý ngay còn cái việc mà anh chị để cho nó lắp lại cái gáp như thế này thì chúng ta phải chờ đợi thêm những cái phiên tới nó lắp lại cái vùng gáp này và nó tích lũy lại với khối lượng cạn dần thì quả may chúng ta mới xem xét tiếp đấy thành ra những phải tận dụng nha ví dụ như mở cái gáp này là phải xử lý liền để tránh những tình trạng mà nó làm một cái chu kỳ phía sau như thế này thì không biết khi nào nó mới đủ điều kiện để nó đánh lên tiếp đúng không nó là như thế ha thì anh chị mình có anh chị chú ý còn nếu như giờ anh chị mình đã lỡ không có xử lý được cái cây này à, cái cây mở gáp này mà anh chị mình chưa xử lý được thì nhìn chung nếu anh chị mình vẫn đang hòa vốn ở đây nè anh chị mình cứ canh hạ ra đi ha, anh chị ha con này đã mình tuân thủ rồi nó hồi lên để hạ chứ không phải là để mua hay là kỳ vọng một cái gì đó nó xa vời hơn anh chị lưu ý nha SHB à, cái đà vẫn đang đi lên nè có cứ cầm nha cũng không có vấn đề gì cũng không xấu gì đâu chờ đợi anh hiển đánh thôi ha rồi à, STB nè rất tốt đúng không liên tục lên lại những vùng này nó vẫn có đôi chút những cái áp lực bán nhưng mà nhìn chung nó vẫn đang những xu hướng nâng đáy thì anh chị nào còn hàng STB thì em nghĩ là có thể mua gia tăng được ở quanh những cái vùng mà dưới 30. Anh chị ha, dưới 30 sẽ là những cái điểm mà anh chị gia tăng. Nhưng mà em nghĩ là nó đánh như thế này là thứ hai đánh luôn rồi anh chị ha. Cái thế này là em nghĩ thứ hai nó sẽ chạy luôn. Thì chạy luôn thì thôi. Ha, chạy luôn thì nha anh chị nào mà chưa em có nói những video trước á, nếu mà ai chưa mua rồi thì nếu mà nó, nó đánh lên tiếp thì thôi nha, đừng có mua nha. Đã đánh rồi đừng có đu nữa, quy tắc lên không mua đổi, lưu ý. Thì nếu mà người có hàng và là, là đã lụm vị thế thêm thì nó đánh lên là chị chú ý giúp em những cái móc khoảng tầm giá 32 sẽ là những cái điểm mà anh chị mình sẽ cực kỳ lưu ý với con này anh chị ha đấy cứ để nó lên tới đó để anh chị mình quan sát tiếp khi mà nó lên là đây nè nó có những giai đoạn phía sau là anh chị xem xét đối với anh chị nào có thể mua mới được anh chị ai có thể mua mới được ở giai đoạn phía sau này đấy lúc đầu là em có nghĩa con này đúng không em có luôn này danh sách nhưng mà em nghĩa một hồi em thấy nó không đẹp bằng acb là em lại chọn con acb thành vậy ha đấy như thế rồi Con này nhìn chung bên em cũng không có vô à, không có vô chỉ là ai còn kẹp thì có thể mua tay không để mua thêm để lướt tay không ở phía trên thôi đấy còn nếu mà mua mới thì em nghĩ là nếu mà thứ hai cái thế nó đánh luôn đó, thì em nghĩ là không nên mua đâu cái chờ phía sau này hãy tính còn nếu mà nó tiếp tục tích lũy ở đây nè thì có thể xem xét ở video thứ hai ha để coi coi nó có mua được hay không hay như thế rồi uh, tcb nè bắt đầu đánh lên lại vùng gáp phải không đó lắp lại ha gấp lại nhưng mà bị đè xuống nhìn chung á, nếu mà nó tiếp tục tích lũy lại phía này nè thì mình có thể quan sát con này được nhưng mà hiện tại là để xem coi cái thế đánh như thế nào đã nếu mà nó hồi nhanh thì cũng là hạ ra thôi cũng không có mua thêm hay gì đâu ha còn nếu mà nó không hồi nha nó không hồi nha nó phải đi ngang ở đây nè ở khối lượng càng thì được thì có thể xem xét mua thêm ở đây cái chuyện đó để mình phải quan sát khoảng tầm thứ hai thứ ba ha phiên thứ hai phiên thứ ba để có những đánh giá thêm đối với techcombank những cái điểm xử lý đầu tiên của anh chị mình là ở đây nè em có nói đúng không còn những cái điểm phía sau mà nó đạp xuống mà nó đã đạp được một nhịp mà khối lượng nó không còn anh chị hiểu cái ý nghĩa mà khi nó đạp xuống như thế này là gì không nó hồi lên nè đúng không cái người bắt đáy đây hồi lên nè nhưng mà nó nó đạp về đây nó rủ những cái lượng bắt đáy này ra hoặc là nó rủ những cái người phía trên này lo sợ ra nhưng mà khi nó rủ ra mà khối lượng nó không còn mà nó hồi lên trở lại sẽ là những cái điểm mà nó tái tích lũy lại để anh chị mình mua thêm chứ không còn là những cái điểm anh chị mình bán nữa anh chị lưu ý nha cái nhịp đầu tiên thì mình không nói nhưng mà nó rủ lại nhịp số 2 là anh chị phải chú ý tại vì nó đã có quá trình nó test lại cái đáy này thành công rồi lưu ý nha đó lưu ý những cái điểm như vậy chứ không phải là ủa sao bữa đó nói là năm hai cái nó hạ tự nhiên giờ lên năm hai không hạ nữa mình phải hiểu cái cung cầu nó lên một lần thì mình không nói nhưng mà nó, nó đã test lại mà nó bật lên trở lại là anh chị phải lưu ý tại vì cái quá trình nó đã rủ một lượng cung nhất định mà khối lượng nó không còn nữa đúng không thì quá trình phía sau anh chị phải quan sát tiếp anh chị ha chứ không phải là ở đây không phải là mức giá ở đây là hành vi không phải là giá năm hai là điểm để hạ mà tại sao giờ lên năm hai lại không hạ nữa ha đó là hành vi của tổ chức lưu ý nha tb nè con này lên tới đây thì nhìn chung nó vẫn bị những cái áp lực tương đối mà khối lượng nó to quá khối lượng nó to nhưng mà nó không vượt thì cùng quan sát nha nếu mà nó không giữ được những cái vùng mà 35, 35.5, 36 thì chị canh hạ ra đi thì dù sao nó cũng đã lên được kháng cự rồi đúng không? Anh chị mình thà anh chị mình bán những cái cứ cho đu đỉnh đi. Bán lỗ 10 18% bữa giờ nó đã hồi lên cho anh chị mình 11% rồi. Rất là nhiều rồi. Anh chị nào mua ở đây lên đây cũng hòa vốn rồi. Thì những cái điểm mà anh chị mình canh gì mình xử lý anh chị ha? ha, như thế. Rồi, Vietcom nè, con này như đã chia sẻ ha, Một tháng nữa quay lại, đấy. Rồi VB. À, VB thì hôm nay đánh được cái cây rồi nè đánh biên độ nè tăng năm bảy trăm khối lượng bé xíu à <laughs> nói chung con này giờ nó bao cung quá anh rất là khó phân tích nhưng mà em có chia sẻ rồi cái thế con này mà nó xuống tiếp thì nó sẽ khó tại vì sao nó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số của Bernie cũng như là cái tình cảnh chung của dòng ngân hàng thành ra là em chỉ kỳ vọng là con này nó có những cái dịp mà nó cân bằng lại quanh cái vùng này thôi nhưng mà những cái gì mà nó đánh lên tương đối vội như thế này thì anh chị mình cũng tuyệt đối không được đu vào nha không được đu vào những con như thế này nha lưu ý Tại vì sao cái vùng bầu trời trên này nè người ta kẹp nhiều lắm Người ta lỗ con này cực kỳ nặng Bảo đảm luôn anh chị mua ở cái vùng nào ở trên cái đường đi này chắc chắn bây giờ cũng đều lỗ hết Tại vì những cái vùng đi lên như này rơi nó thủng hết toàn bộ như thế này kiểu gì chẳng lỗ anh chị ha, Thành ra những cái vùng này nếu mà con này nó thiệt nha em nó là em mua để lướt tay không em cũng không lướt rồi Tại sao con này nó nguy hiểm quá không biết là có ăn hay không cái vùng cân bằng nó không thấy cái khối lượng nó cũng lỡm chởm chả có gì để phân tích không có điều kiện nào cơ sở nào để mình đánh những con như thế này cả Thành ra nói thiệt là đánh con này đã kêu anh gì mình né từ phía trên rồi mà nếu dính khó xử lý lắm con này em nghĩ là nếu mà có xử lý cứ chờ hồi lên này canh hạ ra chứ tuyệt đối đừng mua thêm ha mua thêm làm gì mình không chắc ăn nếu như, như thế những cái nhịp bên này nè nó hồi được cây này em nghĩ là nó chỉ tích lũy lại ở đây thôi và là nó có một cái vùng gáp ở đây nè anh chị chú ý cái vùng mở gáp này nè nó sẽ lắp lại vùng này trong những phiên tới nha ở đây sẽ là những cái điểm mà anh chịu canh hạ ra bớt ha đó là những cái điểm hạ đầu tiên còn kỳ vọng nó hòa vốn thì phải xem như thế nào đã ha bây giờ đánh mấy con mà gọi là quay rốt như thế này phân tích làm sao được rất là khó bản chất ở đâu có cung cầu đâu đúng không thì nhìn chung là dòng ngân hàng nó có những cái cây nô no sập tết cung trong những cái phiên trước đó thì bây giờ nó hợp thức hóa cho cái việc mà nó tăng lên trong phiên ngày thứ sáu nhìn chung là nó cũng ok đúng không sẽ có những con tăng mạnh có những con tăng yếu thì anh chị mình cứ quan sát thôi và chờ những cái mức những cái mốc mà anh chị xử lý sẽ có một số con nó tăng lên anh chị mình quan sát anh chị mua gia tăng ví dụ như con stb nè à, những cái giai đoạn phía sau này qua từng phiên này, em sẽ xem xét để coi những cái điểm mua mới cho anh chị mình như thế nào hiện tại là chưa nhưng mà về sau sẽ có anh chị ha à, tại vì cái chu kỳ con này nó vẫn còn acb cũng vậy ha nhưng mà có một số con á, cho dù nó có hồi lên cũng chỉ là điểm anh chị đã hạ ra thôi nó là như thế lưu ý à, phải tùy con nha tcb là chu kỳ nó vẫn còn bản chất anh chị đu nhiều quá thôi cái, cái cây này mình thấy nó không vượt Anh chị phải ra bớt là nó đu nhiều quá cổ phiếu phòng thủ đúng không à, thay, con nào cũng yếu con này mạnh hơn mấy con kia thì vô con này nó sẽ an toàn hơn ví dụ vậy đó là cái tâm lý chung là rất nhiều người bị dính những cái yếu tố tâm lý như thế này nó sẽ tạo ra những cái biên độ phía sau à, thì nhưng mà bản chất con này vẫn chưa hết chu kỳ thành ra nó, nó, nếu mà biên độ tích lũy ở đây đạt thì nó vẫn đánh được ở giờ là phía sau không sao cả ha đừng có kỳ thị cổ phiếu bản chất là họ muốn rủ anh chị ra thôi nó là như thế Hay những con còn chu kỳ chúng ta sẽ quan sát thêm và có những con chúng ta chỉ canh hạ ra thôi cho dù là nó có những biên nó hồi phục lên lại những vùng giá vốn chị lưu ý nha rồi đó là dòng ngân hàng dòng dầu khí sao dầu khí thì bé đi nè sau cái những cái nhịp mà nó nổi lên nó nó xây một cái nền số 2 đúng không nó gọi là cái bậc thang thứ hai à, thì những cái động thái mà xây bậc thang khối lượng cạn dần là cực kỳ tốt không vấn đề gì xấu cả ha rất là ok đi đúng bài dù nhiên những con như oi nè đó nó cũng tích lũy lại con gas con gái với b lỡ thì em nghĩ vẫn bình thường nè không có yếu tố gì đâu nó chỉ điều tiết thị trường là chính con bé thì sao nè nó lên kháng cự đúng không bắt đầu áp lực bán nó bắt đầu nó đè nén lên thành ra nó phải có những yếu tố mà nó hấp thụ lại nhưng mà cái vô nó hơi to thành ra trong vài phiên tới em có chia sẻ đó trong những video trước em cũng có nói rồi nếu mà trong vòng một đến hai phiên mà cảm thấy nó không có bức được thì anh chị canh hạ ra đi để tránh những cái tình trạng mà nó rủ xuống về lại những vùng dưới thì cực kỳ mệt anh chị à, những cái vùng này là những cái điểm mà chị xử lý chị hạ ra nó như thế đối với con bét này nha hai con này thì chờ đợi thôi chứ biết sao giờ ha chờ đợi nó đánh lên rồi hãy hạ ra đấy hạ giảm lỗ thôi nó như thế bvs nè nó không gặp kháng cự quay đầu test lại khối lượng thấp nè test lại khối lượng thấp nè test cung nô sụp no sụp no test cung liên tục con này xác suất những phiên tên nó, nó, tăng lên lại những cái vùng 19 rất là cao anh chị ha à, cùng quan sát con này cũng vậy nè con này thì cần tích lũy lại thôi nhìn chung dòng dầu khí nó sẽ có một cái biên tích lũy số 2 cái nền kế tiếp trước khi nó có những giai đoạn phía sau thì con này khoảng tầm một tuần nữa ha một tuần nữa chúng ta sẽ có những cái điểm sống con này để chúng ta quan sát để chúng ta cực kỳ lưu ý đến những nhóm ngành như thế này vậy ha bvt cũng vậy thôi nó easy bo một form với nhau hết ha, cùng chờ đợi ha nói chung dòng dầu khí chúng ta chờ đợi cái đã rồi vinh nè vinh home nè khá đẹp ha nhưng mà bạn này chủ nó điều tiết nhiều quá thành ra mình cũng ngại vô nhưng mà những con như thế này khoảng tầm chờ thêm một thời gian nữa xem cái yếu tố tích lũy ở đây như thế nào anh chị thấy những giai đoạn trước của vinh Hồng không nó có thể tích lũy cả một chu kỳ nó mới đánh được một nghiệp rất là lâu thành ra giai đoạn này chúng ta cứ quan sát thôi cũng không có cái vấn đề gì phải vội cả nha vít nè đó anh chị thấy không cái thế nó con vít này mà thế xuống nó khó lắm bây giờ nó giá vốn rồi sao xuống được với lại vờ mình đang sống hồi mà ví dụ như vờ gãy thì con này khả năng nó mới gãy chứ vờ hồi thì làm sao trụ những con mà nó, nó đau cực mạnh như thế này làm sao mà nó có những cái nhịp mà nó nó gãy tiếp được nó là như thế ha cái thế của con vít với con vre á, thì cái thế nó xuống rồi nó cũng chả xuống đâu nhưng mà nó sẽ có những cái nhịp mà nó hồi lên anh chị thấy giống cái đạn này nè nó rơi đúng không bắt đầu nó tích lũy lại một thời gian tương đối dài nè nhưng mà cuối cùng nó hồi lên lại nhưng mà nó gặp lại những cái vùng kháng cự nó dài quá và nó quay đầu nó test lại nè đúng chưa thì những con vre này ấy, khi mà thị trường mà nó đánh lên lại đây thì chị mình phải hạ ra ngay phải xử lý liền anh chị ha à? vít cũng vậy ví dụ nó đánh lên lại những cái vùng phía trên như thế này là chị phải hạ ra liền xử lý liền nha vinhom thì bản chất nó không có gãy nhưng mà nếu mà muốn mua để nó cho nó tăng á, thì chờ đợi thêm nha. cũng chưa có dấu hiệu nào để em cảm thấy là em mua được cả đó là quan điểm của em đó rồi khu công nghiệp nè sale nè chúng dạy nằm im chỗ đúng không nè hôm nay đúng ra là một phiên tăng rất tốt này nhưng mà bị đè ngược lại thì khả năng nó phải đi ngang khoảng tầm một hai phiên thì nói chung là sẽ có tới một lúc vào đó cái lượng cung ở đây nó hết cái độ chán nản nó đủ nó sẽ đánh lên một cây mạnh lên thì đây là cái điểm mà chị mình xử xử lý ha trc nè đó cái vùng kháng cự này nhìn chung là nó vẫn chưa vượt qua được hôm nay nha, cái cái phiên thứ sáu khối lượng rất là tốt nha khối lượng hai triệu tám là cực kỳ ok nhưng mà nó đánh vẫn không qua chứng tỏ là cái vùng kháng cự này người ta kẹp cũng còn nhiều thì khả năng nó phải tiếp tục tích lũy ở đây thành ra những cái phiên mà nó mới lên kháng cự anh chị mình cứ hạ ra một phần đi phần sau anh chị quan sát khoảng tầm mà từ vài phiên nữa mà cảm thấy cái lượng cung nó cạn nhưng mà nó nó vẫn tiếp tục cạn này quả may vẫn giữ được nhưng mà lượng cung nó cao dần mà nó vẫn chưa đánh đó. khả năng rất cao nó sẽ đủ lại phần dưới anh chị lưu ý nha nên chị canh anh chị xử lý luôn thế là như thế GVR nè à, con này dịnh chung mới lên tới đây canh hạ ra bớt đi nha HDC còn này bo cung thì em không phân tích KBC nè anh chị thấy không những cái người nào họ đua ở đây t 3 về chắc gì đã có ăn đó nó là như thế bản chất là cái vùng kháng cự nó dài thành ra khi mà đánh lên không đủ t cộng á, nó tích lũy lại hoặc là nó rủ về lại là rất là cao ha cho dù nó có đánh lên một cây nữa đi chăng nữa thì cũng là những cái điểm mà anh chị nào có lụm được ở dưới này anh chị chốt ngắn ra thôi chứ lên tới đây nó cũng gặp kháng cự kháng cự mà nó nó chồng mà nó rất nhiều tầng như thế này làm sao mà cổ phiếu với cái lượng vốn bé tí tí như thế này làm sao đánh vượt kháng cự được anh chị, nhìn nó sao mà khối lượng kẹp mà nó xả ra cục to đùng ở trên này mà vô mà vô ở đây có 13 triệu làm sao mà vượt được cái vùng 40 anh chị ha cho nên những cái con như thế này những cái con mà nếu mà muốn đánh đó, chúng ta quan sát là khoảng tầm một tháng nữa để quả may nó mới có cơ hội ngụy ha nó không xấu đâu nhưng mà nó lâu anh chị ha, nó chưa phải chu kỳ của nó nó là như thế cái SB nè cũng vậy luôn nè những cái điểm này hồi lên canh hạ đi nha long hậu nè có cứ cầm nè bắt đầu đánh lên rồi nè đó có những nhịp nhú lên rồi nè đây là đây, đây những vùng xử lý nha nè vùng xử lý nè chú ý nha nếu ai còn kẹp SJC nè tết cung nè tiền vô lại nè khối lượng rất lớn nhưng mà chưa bứt được đỉnh em nghĩ con này nó sẽ tích lũy lại trong đây vài phiên nữa anh chị nào đã hạ ra ở đây rồi thì vùng trên này anh chị không cần phải hạ ra nữa anh chị có thể cầm tiếp được còn mua mới thì em nghĩ không nên nha À, băng chứng thép bây giờ nó sắp nổ lại rồi thành ra anh chị mình cũng không cần nhất thiết anh chị phải mua những con như thế này có băng chứng thép cứ tập trung đi những con này cho dù có mua anh chị mình cũng phải lướt t3 thôi lướt t3 khoảng tầm đánh ngắn khoảng lên tầm khoảng 44 thôi 44 45 là những cái target em có thể nhắm tới có thể nhất tại vì sao tại lên là những cái vùng 45 á, nó cũng gặp lại những cái vùng đỉnh cũ ở đây nè nó cũng gặp áp lực tiếp à tại kháng cự nó dày quá nó nhiều tầng chồng nhau quá thành ra khi lên nó, nó khó lên lắm nó lên nửa đường là nó bị té lại té lại liên tục sẽ rất bất thời gian anh chị ha rồi phân bón phân bón mạnh nè dcm nè thứ nhất là con dbm đánh trước ngang con dbm thì những con mà nó nổi trước nè khối lượng cực đại anh chị thấy không nói chung là nó đã những cái trạng thái vượt đỉnh khối lượng cực đại như thế này rồi thì nó đã vào những cái nhịp sóng của nó nó đánh rồi thì nhìn chung con này nếu anh chị có anh chị mua được á là anh chị hạ ra một phần kháng cự bớt rồi á thì phần còn lại nếu mà nó, nó xác nhận như thế này anh chị không cần phải hạ ra nữa anh chị cứ cứ cầm nha cứ cầm thôi cứ thế mà cầm rồi đưa vào cơ chế chặn lại giúp em còn những anh chị nào mà đã không tham gia được dòng này rồi anh chị tuyệt đối không tham gia nha không có đu chỗ này nha lưu ý anh chị ha những trạng thái họ nó, nó, tăng mở gáp như thế này anh chị phải chặn lại chứ không phải là lúc anh chị để mua tại vì anh chị biết đó, những cái người họ cầm con này họ cầm cũng cực khổ dữ lắm mua ở trên này là họ lỗ biết bao nhiêu tới bây giờ họ mới ăn lại được một đoạn anh chị ha chứ không phải là nó tươi nó vui vẻ nó tươi đẹp gì đâu Thành ra những cái coi như DBM nó đánh như thế này là xu hướng cực kỳ tốt nhưng mà cũng không phải phù hợp cho cái việc mua mới. Anh chị ha. DCM đánh sao một nhịp, ví dụ con này đánh trước cái cây này, nó test lại đúng không? Bắt đầu nó nổ lên thì con DCM này nó cũng giống vậy. Ha, nó đánh lên nè. Nhưng mà phi ngày mai em nghĩ nó sẽ test đỏ lại ha, khoảng tầm thứ ba nó mới chạy. À, thứ ba con này nó mới tăng. Tại vì nó chậm hơn con DBM này một nhịp. Rồi DGC nè. Con này thì đánh trước rồi, bắt đầu nó tái tích lũy lại khối lượng nè con, con này em nghĩ mai nó tăng tiếp <laughs> ha tăng tiếp mai con này tăng tiếp nổ lên tích, tích lũy lại nè khối lượng thấp dần xuất hiện tích cung như thế này là mai nó nổ tiếp kiểu gì nó cũng nổ tiếp vậy ha vĩnh hoàng nè nè cái nền tích cung này là sắp sửa rồi đó nó sẽ có một cái phim nó nổ lên lại đây anh chị mình xử lý mc nè đạp nè lượng cung trên này dần dần nó hết rồi ha thì target có thể là anh chị hạ ra rồi thì cứ hạ cái phần còn lại thì em nghĩ là cũng chưa nên bán đâu khi nào mà thủng giá khoảng tầm thủng 35.7 anh chị mình hãy bán hết ha còn không nếu mà nó nổ ngắn lên lại giá 39 anh chị canh bán ở trên này cũng được thì đây là vùng kháng cự ha đó là những cái xử lý tối ưu nhất có thể rồi nhưng mà tuyệt đối có tiền đừng có mua mấy con này nha chỉ là cái người người ta đang kẹp người ta xử lý thôi nè con này mà không? không không chốt trên này là nó vòng về rồi nhưng mà khối lượng không cao thì nếu mà nó lên lại đây anh chị canh hạ đi nha ANV nè Đó cái nền tích cung này là trong một vài phiên tới khoảng tầm thứ tư Em nghĩ thứ tư con này sẽ nổ lên đây anh chị mình xử lý nha Chứng khoán nè đúng không Có chia sẻ anh chị mình mua ở cái phiên này Em mua phiên này nè Giá khoảng tầm 52 Em mua giá 52 Đúng không Em có lấy vị thế SSI Em có show ở video trước Cũng có đó Đây nè ngày 27.7 nè, thấy không? Em mua mới hai con à. Lấy thị trọng mỗi con xíu. Thấy không? tại vì sao? Tại vì chưa có bùng nổ thời đà Quy tắc rồi, chưa có bùng nổ thì mình không có đánh thị trọng nó quá lớn. Như thế thì có lấy mới được con này với con ACB thôi. Con này lấy trước rồi, ACB lấy sau nha, thì lấy con này. T3 rồi, hàng có rồi T0, T1, T2, T3 rồi, nhìn chung T3 em đã lời rồi. Đúng không? T3 hiện tại là em đang lời 5% rồi, 6% gần 6% rồi đúng không? Thì những cái đà mà nó đóng gần cao nhất liên tục như thế này thì target của em đối với SSI vẫn là đỉnh cũ. Ha, target của em sẽ là đỉnh cũ. Ha, nó đánh lên một cây nữa thì chúng ta phải quan sát cái áp lực bán ở trên vùng đỉnh cũ này như thế nào. Trước khi chúng ta có những cái nhận định kế tiếp, nhìn chung cái vị thế mua cũng tốt, hàng cũng về rồi. Đúng không? Quy tắc đánh lên rồi không mua đổi nha. Đã đánh lên rồi là không mua đổi. Tại sao anh chị mua bây giờ anh chị thua cái người ở dưới người ta tới 5-6% này mua làm gì nữa đúng không nó như thế thì những con như này đánh lên rồi là cứ chờ đợi thôi những cái điểm phía trên là canh chốt lại hoặc là xem cái áp lực bán nó như thế nào trước khi chúng ta có những cái góc nhìn phía sau Nó như thế vnd nè cũng y chang ssi bởi em mới nói là ssi dòng chứng khoán á anh chị chọn ssi hoặc là vnd ha nó, bản chất nó cũng tương đương à anh chị sau cái phiên mua này, ví dụ như mua phiên 27 tháng 7 thì bây giờ mua cái phiên 27 tháng 7 của vnd thì anh chị mình biên lợi nhuận nó cũng y chang với khác gì đâu nè nó cũng sáu phẩy trăm đúng không nó cũng từ tự tựa nhau thôi thì cái thế nó giống nhau đấy còn những con khác nó sẽ yếu hơn ví dụ như con vci nè đúng không bò một hồi cuối cùng lên lại kháng cự em có vẽ trước vùng này đúng không nó hồi lên đây là điểm anh chị để anh chị hạ ra anh chị lưu ý nha cái giá trên 50 sẽ là điểm hạ không phải điểm mua lưu ý không mua bình quân nha không mua bình quân nha lưu ý S nè đó đánh cực khổ lên được kháng cự đúng không lên mới tới kháng cự thôi thì lên tới đây anh chị mình hạ bớt một phần nếu mà nó có hưởng ứng chung với hai con này á, thì khả năng nó nó nhú thêm được một đoạn nữa anh chị bán hết lưu ý nha msb nè đã đánh một hồi cực khổ lên kháng cự đúng không lên kháng cự mới lên kháng cự thôi thì khả năng con này nó như thế nào đóng cửa không cao nhất phiên ngày mai có một cái tết đỏ khối lượng thấp đúng không mai tết đỏ lại thì nó phải có quá trình tích lũy phía sau rồi nè thì quả mai cuối tuần nó mới đánh lên lại ví dụ vậy đúng không nó là như thế nó sẽ chậm hơn hai con này ha à, hcm nè hcm này nó, nó trễ hơn con ai khoảng tầm hai phiên đúng không ai đánh nè dụ như kháng cự đây đánh là một hai phiên rồi nó lên tới đây rồi đúng không? hcm nó chỉ mới tới phiên này thôi thì đóng cửa không cao nhất phiên mà gặp kháng cự nữa thì ngày mai nó có 1 cây test đỏ khối lượng thấp lại thì khoảng khoảng tầm cuối tuần này con này em nghĩ nó mới đánh anh chị ha nó như thế Nhìn chung là mình chọn hai con mạnh nhất thôi. Những con sau thì nhìn chung cái, cái lực lên nó gặp kháng cự nhiều lắm. Ví dụ như SSI đi, nó đánh ngày mai, ngày bố nó đánh lên lại đây xong rồi nó có những cái áp lực nó điều chỉnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến những con khác. Thì những con khác đó, nó chưa kịp lên thì nó bị chỉnh theo SSI thì rất là mệt. Đúng không? Rất là mệt. Đúng không? Nó tăng chậm hơn SSI Mà và tới khi mà cái con đầu tàu á, cái con đầu nó nó chỉnh cái mấy con kia nó bị chỉnh theo thì nó đang lên cái nó bị chỉnh xuống lại thì rất là mệt. Nó lại như thế. Thành ra là dòng chứng khoán đó, anh chị chọn anh chị chọn hai con này nhưng mà về bản chất á, thì những video trước em có chia sẻ rồi bây giờ nó tăng thì nó cũng không có mua được. Nó như thế nên ai muốn mua thì anh chị chờ đợi những giai đoạn mà nó lên lại kháng cự anh chị mình xem xét sau ha. Và tuyệt đối cũng không mua thêm mua mới gì trong thời điểm này cả. Mua là những cây như thế này. Ha, còn lên rồi thôi, chờ đợi thêm. Cơ hội còn anh chị đừng có sợ mất. Ủa em nó đánh lên vượt đỉnh này kia anh chị mua không được không? Không. Sẽ có cơ hội. Không có vấn đề cả. Anh chị ha. Không con này đánh khác. vấn đề gì hết. Lên kháng cự bán một phần đúng không? Tích lũy lại khối lượng hơi lớn ha, à, hơi lớn, hơi lớn. Nếu mà trong vòng phiên thứ hai thứ ba mà con này nó không đánh lên á, anh chị canh chốt bớt đi. Chốt thêm một phần nữa ha, à, còn nếu đánh lên rồi thì cứ giữ. Cứ quy tắc lên kháng cự bán một phần. Đó, tiền bỏ túi. Phần còn lại quan sát thêm, cứ vậy thôi. Con nào cũng vậy. Con này nhớ chặn lại nha, à đánh lên rồi đúng không? Giờ lên tiếp. Anh à, hôm qua đã đây đúng không? Giờ đây đúng không? Nay giờ tiếp. Tại sao đánh vượt? Đi lên bây giờ mức mới của chúng ta là nhiều 126 đó nếu có chặn chưa vượt ha chưa bứt thoát khỏi vùng này nhưng mà giờ chủ đánh nhạy cảm lắm thành ra em cũng né chủ anh chị ha em chưa thấy điểm mua ở đây nè đánh khó chịu không khó hiểu không rơi lơ lại đúng không mà yếu tố điều tiết quá nhiều đấy thành ra là là không nên tham gia ta ghét là về lại đây anh chị mình có hòa vốn mình chị canh hạ ra cũng được hay như thế ha tại vì đây là vùng nề đúng không nhiều anh chị mình sẽ mua một cái giai đoạn dài dẳng ở đây hay ví dụ gì đấy tăng lên chị chưa kịp bán thì đây là những vùng anh chị xử lý ha thép nè thép nhìn chung á, liên tục xuất hiện những cái cây nô sập này nè đúng không em nghĩ là thứ hai nó test cung thêm cây nữa thì khoảng tầm thứ hai hoặc thứ ba nó sẽ đánh thì đây là sẽ là những cái điểm anh chị mình sẽ quan sát cái lực bán trên này vậy nha đấy nếu anh chị nào mà có lướt được t không ở dưới đây nè thì cũng ngon đúng không anh chị nếu lướt được thì ngon còn nếu không lướt thì chờ những cái điểm phía trên chị xử lý tiếp thế như thế, Ha Sen nè, Nam Kim nè cũng vậy thôi bắt đầu nổi lên để gặp kháng cự rồi ha sẽ cần cái yếu tố nó tích lũy lại anh chị tích lũy lại nó sẽ cần thời gian một chút đây nè lưu ý những cái vùng này nha nhưng mà cái thế con HBG nha mình đã HBG trước HBG nó chưa bứt thì khả năng thứ tết cung là thứ ba nó chạy nha nè con này hồi lên để hạ nè có, có vẻ sẵn đúng không yếu là hồi lên hạ cái đã Nam Kim có cứ cầm Tại vì sao nó đánh một cái cây bờ rác như thế này là tương đối tốt rồi Có cứ cầm Lên tới đây rồi tính Lên những cái vùng này anh chị mình mới xem xét những áp lực bán Nhưng mà bản chất anh chị mua ở dưới thì lên tới đây cũng lợi cái gì nữa Đúng không? Mà anh chị nào mà có kẹp đỉnh hay gì đấy Thì những cái vùng này anh chị mình cũng gần hòa vốn Hoặc là giảm được cái số lỗ rất là nhiều rồi Nhưng mà khối lượng này đang tốt Thành ra con này em nghĩ là cũng không nên mua mới à, Không nên mua gia tăng nhưng mà cũng đừng có mua đừng có bán ha đừng có bán cứ giữ thôi xây dựng nè xây dựng cái thế nó lên rồi anh chị ha cái thế nó đã lên rồi thì bây giờ chặn lại thôi chứ đúng không chặn lại thôi nè khối lượng lớn nè con này có cứ chặn nha có cứ chặn lên kháng cự bán một phần đúng không lên kháng cự bán một phần phần sau đánh giữ tiếp con nào vậy nam long nè lên tới đây em bán một phần đánh giữ tiếp đó bỏ túi phần này phần sau giữ nè gì thấy yếu không bất động sản nó chạy mà con này vẫn chưa tăng khó chịu ha kdh nè đánh lên nè đi ngang vài phiên chưa bớt bán bớt một phần lên phần nếu đánh lên tiếp giữ tiếp đó cứ vậy thôi đi một form con này nếu mà nổ lên cây nữa bán nha anh chị ha nổ lên nữa mà nếu mà nổ mạnh á, thì chặn lại rồi cứ canh bán bớt đi thì sao phân phối rồi nè phân phối rồi dạ phân phối một nhịp rồi cảm thấy bất an rồi à. những cây như này là không ok lắm rồi anh ra cứ lên tiếp nữa canh bán đi nè yếu quá yếu quá nè con này hồi nè tận dụng nha nè nó hồi được nè lên đây hạ đi đấy những cơ hội để hạ đó hiếm lắm mới chạy lại hạ đi đất xanh nè đất xanh chờ đi em nghĩ phiên những phiên thứ hai thứ ba nó sẽ đánh lên lại những vùng mà khoảng tầm hai 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 ba anh chị ha lên tới đó quan sát lực bán tại vì con này cái cung nó kiệt lắm rồi mình phải chú ý con này một phần anh chị ha chú ý con này giai đoạn phía sau đừng có kỳ thị nó quá dbm nè chặn lại cho em đỉnh cũ nha đỉnh cũ giá 33.2 hai đúng không đỉnh cũ tại con này nó bứt cái đỉnh chưa nhiều lắm thành ra cứ chặn cái đỉnh cũ đi vòng về đây bán anh chị ha à, vòng về đây thủng bán nếu tăng tiếp thì sao những phiên sau giờ lên nó giống như con masan uh, masa đó đấy như thế đích nè bữa là có hạ bớt một phần cái cây này đúng không giá cao nhất của phiên này là giá khoảng tầm 25 á thì bây giờ nó, nó, đánh lên tiếp thì sao những cái mốc kháng cự kế tiếp anh chị mình lưu ý sẽ là cái mốc uh, trên 26 đây nè đây là những mốc kế tiếp anh chị mình quan sát ha nhìn chung là đã hạ bớt một phần gần hòa vốn ở đây rồi thành ra là, là, phần phía sau anh chị cứ tiếp tục cầm còn mua đừng có mua thêm hay mua mới gì đây cả cứ chờ nó lên khoảng tầm 26 thì chúng ta sẽ có những cái điểm mà mua thêm nếu mà nó đạt ở phía sau đấy nó như thế nó là cái điểm mà anh chị xử lý đẹp không tết cung nè à nổ nè ok chưa đó à, target ta ghét lại đâu lên trên này em vẽ biết bao nhiêu video rồi đấy đúng không nè nổ nè ok chưa đó chờ thôi ừ, thế con này đẹp nè con này nó giống như con vre á à, giống như vre với con vít á rơi nó cũng rơi đâu nhưng mà nó, nó đánh lên những cái vùng trên sẽ là những cái điểm mà chị canh chị mình xử lý ha con này vẫn giữ được ha em nghĩ vài phiên nữa nó vẫn lên ha chu kỳ con này vẫn còn cản nè nhớ chặn đỉnh cũ nha một phần kháng cự chốt ra bớt phần sau thì cứ chặn lại nha chặn lại ở đây con này về lên Nó đánh nổ đúng không Em bữa em chặn lại đây đúng không Về nổ lên đây chặn tiếp ha, Những con này không mua nữa Nó tăng này không mua nữa Lưu ý Không có mua gì ở đây nữa đó. VGI target vẫn là vùng này Đóng cửa không cao nhất viên Ngày mai con cây test lại khối lượng thấp Không sao đâu Những phiên sau nó vẫn lên tiếp ha Bình thường Rồi à, Dịch may Lên tới đây là hạ à bớt đúng không phần sau quan sát mà lượng cung chưa cạn nha vài phiên nữa cung nó phải cạn nó mới đánh còn cung cao nó không đánh đâu mà cứ quan sát ha tạm thời hạ ra rồi thì cứ phần còn lại cứ giữ quan sát cái đã vài phiên tới nó ok thì chúng ta xử lý tiếp xử lý nó phải phù hợp rồi trụ đi quay qua trụ nè mình yêu bình thường ha cũng cũng không xấu gì đâu bản chất là nó đang bị điều tiết thôi khi nào mà nó bứt khỏi những cái xu hướng này thì chúng ta mới có những cái nhận định xa hơn nhưng mà bản chất con này nó cứ về đây nó lên lại về đây lên lại thôi nó cũng đang gọi là sai quay đáy ha đi ngang ở vùng đáy việc check nè đạp kéo nè sab nè đạp kéo nè thấy chưa chủ yếu là điều tiết thôi chứ không có cái biến động gì quá lớn đâu novaland nè vẫn giữ nè đúng không à, khó chịu không đánh đựng cây này cái test lại liền à, hơi bao cung ha hơi bao cung con này đánh thì em nghĩ không nên đâu nha không nên đánh anh chị nó có hàng á, mà nếu mà hòa vốn được canh hạ ra đi đánh con này ăn không được bao nhiêu á, mà nó chờ rất là lâu anh chị à? mà nếu mà nó gãy những cái xu hướng này nào, nó sẽ cực kỳ xấu lưu ý nha nếu nó giữ được thì ông nói nó đánh lên nó, nó target cũng ngắn lắm cũng lên tới đây à. con này cho dù, dù nó có đánh đi chăng nữa ăn cũng được bao nhiêu đâu này ăn được khoảng tầm 10% đổ lại thôi nhưng mà nếu mà nó rơi u ui cha không còn gì đấy để, để về đâu anh chị nha lưu ý nha rất nguy hiểm mình đo nằm ăn là bao nhiêu nhưng mà mất nhiều đó tôi ăn á, cùng lắm được hơn 10 trăm 12 trăm mà tôi mất nè đúng không rơi rồi còn gì đỡ nè đúng không nếu tôi mất tôi mất rất nhiều vậy thôi không đánh ha không chơi rủi ro cao bỏ đánh khác xong đánh fpt ví dụ như nó tức lũy lại vài phiên đánh lên cũng được chứ cùng lắm mà thua là vùng này thôi đúng không ví dụ thế à thì phải đo nha lúc nào cũng vậy chọn con nào phải đo lợi nhuận tại sao mua tại nền nền thủng nền lỗ 200 thôi như này là mua nền đúng không lỗ đã bật lên lại liền tại vì bản chất đây là vùng ta gom đạn sao đánh vẫn được anh chị nó là như thế thành ra em anh chị thấy rằng thị trường như thế này á, cái phiên bùng nổ thời đà nó vẫn chưa xuất hiện thì à, những cái vị thế mà đi nhẹ nhẹ trong những phiên trước thì em cũng đã có chia sẻ rồi thì bây giờ nói chung là cái lượng đi nhẹ nhẹ nó cũng lời rồi à, thì ra cũng không có còn điểm mua nào cho mình nữa hết lưu ý những cái phiên tăng kế tiếp sẽ là những cái điểm chốt lại, chốt ra bớt những cái phần đánh nhỏ nhỏ đó để quan sát những cái vùng kháng cự trên nó xem như thế nào rồi những cái xu hướng mà nó tái tích lũy lại hoặc là những sóng hồi quy đổi sóng tăng hay là xuất hiện những bùng nổ theo đà ở giai đoạn phía sau thì chúng ta sẽ có những cái nhận định thêm anh chị cùng theo dõi trong cái video ngày thứ hai thứ ba để có những cái uh, những cái nhận định góc nhìn kế tiếp đúng không nhìn chung anh chị cứ xử lý tài khoản của anh chị một cách nó hợp lý và nó phù hợp anh chị mình cũng không có chịu ảnh hưởng nhiều trong cái nhịp này nó như thế anh chị đừng có bán ngay đáy là được đừng có bán ngay đây là được đúng không bán ngay đây thật sự tâm lý nặng nề lắm tại lỗ nhiều quá làm sao mà gỡ lại được nó là như thế còn bây giờ lên tới đây thì mình sẽ xử lý đúng không và tâm lý mình cũng phải thoải mái nha tại vì sao thay vì mình lỗ nhiều bây giờ mình lỗ ít lại đó là những cái điểm xử lý đối với những con yếu bây giờ thà anh chị bán những cái vùng mà lỗ cực kỳ nhiều cực kỳ đậm cực kỳ nặng có thể biến tài khoản của mình mất một cái lượng tỷ trọng cực lớn anh chị mình sẽ không dám quay lại thị trường lần nữa thì bây giờ những cái điểm hồi lên là điểm anh chị mình xử lý ha xử lý những cái con yếu để ra bớt giảm lỗ đi rất là nhiều đó là những cái nhịp cực kỳ ok hả là anh chị nào đã lướt được những con mạnh anh chị là lướt tỉ trọng tốt đó. nói chung bản chất anh chị chọn những con mà nó kiểu như nó, nó cơ bản nó tốt đó, hoặc là con xu hướng nó ok anh chị thấy nó hồi nhanh không? hồi rất là nhanh acb à, là hồi rất là lẹ luôn đúng chưa tcb thật ra nó giữ cũng tương đối tốt tích lũy đẹp vẫn đánh được tiếp đúng không mua năm mà bữa hạ ra hòa có bao nhiêu như thế anh chị ha đấy thành ra là um, giai đoạn tuần sau thì em có chốt khóa học á anh chị nào có thể um, theo dõi ở phần mô tả à, anh chị mình đăng ký anh chị nào trong group khách hàng rồi thì mình sẽ được ưu đãi thành ra anh chị mình nếu mà đã là khách hàng anh chị cứ nhắn em anh chị ha còn anh chị nào mới anh chị mình tham khảo anh chị thấy video của em hay anh chị cho em một like một đăng ký kênh để không không bỏ lỡ những cái thông báo khi em đăng video cũng như là giới thiệu đến các anh chị nhà đầu tư khác để cùng nhau đầu tư trên thị trường anh chị ha vậy dạ rồi em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều xu hướng thị trường nên anh chị cứ chờ đợi cho về phía sau những cái sóng hồi như thế này cứ nó cứ tăng tiếp thì chúng ta cứ tận dụng ha cứ tận dụng mà đừng có ví dụ như lỡ không mua được hoặc là vẫn chưa tham gia vào thì những cái giai đoạn tăng phía sau cũng tuyệt đối đừng tham gia lưu ý nha cứ chờ đợi những cái thông báo kế tiếp đừng đừng có tham gia lẫn lẫn như thế này rất là nguy hiểm và nó không có nó không có lợi về mặt tới cộng mà chị lưu ý đến vấn đề này ha dạ rồi xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều à, chúc anh chị một buổi tối uh, chủ nhật thật là vui vẻ bên gia đình và người thân anh chị ha